Hello, xin chào cả nhà nhé. Chào cả nhà một ngày, một buổi chiều. Nên mình lại làm video một mình làm video mình chia sẻ cả nhà nhé. Hôm nay mình lại làm con cá chép. Đấy, một mình lại làm con cá chép tầm gần một cân thôi. Đấy, hôm nay mình sẽ một cá chép nướng hạt dội mắc khén nhé. Đấy, để chia sẻ cả nhà thế nào. Hôm nay mình sẽ nướng cá chép với lại hạt dội mắc khén gia vị Tây Bắc này. Đấy. Bắt đầu mình sẽ đi mổ bắt đầu tẩm ướp này hạt dội mắc khén thế thôi, đơn giản thế thôi cả nhà. Cá nướng hạt dội mắc khén này đúng bài rồi cả nhà, công nhận không? Rất chi là thơm ngon. Đấy. Mình sẽ giã hạt dội này mắc khén thế này, bắt đầu là bóp lẫn vào tẩm ướp vào con cá, mình chỉ mổ ra và không đánh vẩy, để nướng thì để tất này cả nhà. Bây giờ mình bắt tay vào làm, mình sẽ chia sẻ cả nhà đi gióm than gióm chiếc nữa nhá. Nhà đấy, to chưa, một mình tận con này là êm rồi à, mình con này nó có trứng cả nhà, nó có trứng, mình để cả trứng trong này mình nướng luôn đấy. Mổ rồi bắt đầu là mình sẽ đi bóp hạt dội mắc khén vào nha, gia vị và mang đi kẹp vị nướng. Đây mắc khén của mình này, sẽ cho là cái cối này nướng thì mình không cần rang cả nhỉ, giã cho nó nhỏ ra vào là bóp lẫn vào, nhiều quá rồi, nhiều quá sẽ cho cối mình lại cho hai hạt dội vào nữa. Những hạt dội này lúc nào cũng sẵn lắm đây nhé, túi một túi nó còn nguyên, một túi một lạng hạt dội mắc khén, cho hai hạt đấy. Xong rồi mình sẽ mang lên giã như cả nhà nhé. Cả nhà, mình ra mình tẩm ướp vào nhé, muối mì chính mà hạt dội mắc khén là tẩm ướp món cá đấy, mình cho vào vị là nước. Đấy, tiện thể mình này pha luôn bát muối ớt, muối hột này, ớt này, mì chính này, thế thôi. Một tí nữa ăn mình vắt chanh vào nhá. Còn bây giờ mình đây ớt hạt dội mắc khén này, mình ra mình ướp cá, còn đây là bát muối ớt để chấm những cá thêm cả nhà. Đấy. Mình đổ tất vào đây. Nhiều mắc khén quá. Mắc khén hạt dội. Ớt. Mang đi nướng nha cả nhà nhé. Bắt đầu nhóm than nha cả nhà nhé. Nhưng mà tranh thủ than nó hồng đi cấu mấy cái rau riêng. Cấu mỗi thứ rau một tẹo. Nên lấy chanh luôn đây, vắt vào làm nước ăn luôn. Chanh đây mình sẽ toàn lấy để gội đầu. Tắm gội đầu. Các cây dầu thơm nhỏ thiết. Đấy, mình sẽ cho lên nướng rồi nhỉ. Than đã hồng mình cho nướng nhá. Cá chép nướng mắc khén hạt dội. Mình sẽ cấu rau. Rau má. Rau má nó trong này nó mát nó tốt thế. Tôi đi cả nhà.
thêm tí rau ngon. Rau răm, rau ngọt, rau cần, mỡ thứ một tí. Tía tô. Cái giúp cá này. Gặp rau gì ăn rau đấy. Rau này mình không bao giờ mình cho phân với gì đâu cả nhỉ, để mình dùng ăn chỉ có tưới nước đã thôi. Nó sống rồi đâu sống đấy, như này mình dùng để mình ăn mà, cho nên này cứ phải được từng nào thì ăn từng đấy thôi. Tí chân trần này mình nó khi lười thì chiều tới là phải tưới, nhưng mà héo quắt cây. Cứ tí rau này thoải mái ăn đấy cả nhà. Làm vài cái ngọn dền chua này nữa. Rồi này, ăn chua lắm cả nhà. Rau răm này tốt chưa cả nhà? Nhìn rau răm thấy không? Cái này là cái chỗ rau cần, nhưng mà rau răm nó hiếp hết. Ăn xít rau cần không nhớ được nữa. Đến bây giờ ngâm một tí đã cả nhà, lúc nào gần ăn thì rửa sau đã đấy cả nhà, to phết này, gần cân đấy, hơn cân này nướng làm video tại không có người ăn mà, nếu mà có người ăn nhưng mà không có đi làm hết rồi, bây giờ đi làm hết này, anh em đi làm với con cháu này, nó lại nghỉ hè xong bây giờ đi học hết, khai giảng xong bây giờ đi học lại quay về làm video một mình thôi, thi thoảng lúc nào rỗi anh em nó rỗi thì tóm được thì lại thì không có, lại chỉ có một mình làm được cả nhà, đấy, cả nhà cứ mình chia sẻ ra như thế. Chủ đề này chỉ có một mình làm thôi mà. Đấy. Đấy cả nhà, sau một chậu nướng ra là cũng là chín rồi đấy. Mình phải nướng ra hơi xém tí tại cái trứng cá ấy, nó ở trong đấy cả nhà. Cái trứng cá là nó lâu chín nên là phải nướng xém đi để cái trứng ở trong nó mới chín được. Cả nhà biết là cái trứng cá là khó chín nhất. Đấy. Mình sẽ lấy một quả chanh ở cái cây này. Đấy. Mới trồng hồi nào bao công sức cũng được cho thành quả. Tiện lên lấy là còn mình toán đứng lên mình tắm cả nhà. Đứng lên tắm còn mình lấy chanh lên mình gội đầu này. Vỏ đứng lên dội tắm luôn, là lấy chanh này gội đầu sướng lắm, gội đầu tắm rửa bông chanh thích lắm. Ngồi luôn ở trên đây là review cho nó mát cả nhà, tầm chiều này 6 giờ mát lắm. Nhà nó vừa cấu đây, ở trên nhà đây đấy, ớt bữa nó mưa mình dầm như đây, chanh cà gai lấy nhà bù tôn. Đấy, mình sẽ gắp cá ra đây nhá. Làm hai lon bia, cũng hết thế, cũng bỏ đấy. Đấy, như thế. Mình mời cả nhà nhá. Mình sẽ cho cá ra vào đây nè. Đấy, cả nhà đã xong rồi nhá. Cá tre po cho chín rồi. Đây, rau cỏ của mình đây, ớt, chanh, muối ớt. Đấy, chanh ớt. Muối hột, mì chính. Cá nướng thì siêu ngon. Thơm lắm cả nhà. Chia cho cả nhà nhé. Cắt cơn khá quá. Wow, sướng rồi. Cả nhà thấy ngon. Cứng roi khô rét này. Tuyệt vời chưa? Sướng như cả nhà.
thơm đấy, nó kiểu nó hạt dổi mắc khén cả nhà thơm lắm. Thơm cũng mùi hạt khén mắc khén đấy cả nhà. Rau má các kiểu của mình, rau cây nhà lá vườn. Ngon quá vậy. Cạo hết cái vảy. Trứng này cả nhà. Mời cả nhà nhé. Đập thêm miếng ớt nữa vào. Nó thơm của một cái mùi mắc khén này. Nhà rồi thơm mặt và đúng là nướng cái đồ nướng rất gia vị rất là. Đây cái rền chua. Rau má, rau dấp cá, rau răm. Tía tô. Đủ. Đến nhà mình đâu mà cứ cắn là mình đi. Tuyệt vời ông mặt trời. Miếng ớt để đổ vào. Mời cả nhà nhé. Nóng quá. Wow. Cả nhà bây giờ từ cái hôm cái rau răm nó lên mình quên không rổ đi, thế bây giờ cái rau răm nó nhiếp hết rồi, nó xít hết cái rau cần rồi. Nó nấn sân hết rồi. Cay quá. Cứ đầu nhá. À, nhất thủ nhìn vĩ cho tu nữa. Ui dồi này còn gấu này nữa. Mình rủ nhau lên đây. À, nô nô nô. Nô nô. Đấy. Ôi à. Nằm nguyên bộ trứng này đã rồi.
bồng bồng bồng. Cá sữa toàn trứng. Mình ăn được cay nhưng mà dầm bát ớt này cũng cay quá. Nó nóng quá uống bia phải uống rượu mới hợp, bia nó nhanh no. Cá bụng trứng to đấy. Hạt dổi mắc khén thì thơm và nó kích thích vị giác, thích ăn lắm, ăn nhiều cái mắc chẩm chéo này, làm chẩm chéo ăn còn nghiện. Phải bật non nữa rồi cả nhà, mặc dù hết non này cũng no lắm nhưng mà vẫn phải bật, đại cá còn nhiều quá, còn nửa con. Trứng thì hết thì cá còn nữa còn. Vừa ăn vừa tâm sự cả nhà này cho nó vui. Ăn uống mà mình, cả nhà biết cái kênh của mình nè, phương châm anh em con cháu ăn uống phải to tiếng, không phải to tiếng đôi co đâu. Ăn to phải nói lớn, chứ không mà nhí nhỉnh cả. Ở nhà kể cả người thường ngày đấy, ăn to nói lớn, vui vẻ mà. Con cháu anh em nói chuyện cứ thoải mái vui vẻ đi. Miễn sao là phải biết trên biết dưới có thế thôi, chứ không phải mình làm video đâu. Anh em mình toàn là người cũng có tuổi rồi cả,
nói chuyện với các con các cháu tầng tầng lớp lớp hài hòa cho nó, cảm để cho tạo tạo một cái gọi là cái cảm giác cũng như là một người bạn thân thiết gần gũi đấy, chứ không phải là mang tính chất bậc cấp bậc. Tất nhiên là cái bậc rồi vẫn phải là hàng đầu đấy, mình không nói thì nó cũng hiểu, cả nhà cũng hiểu, nhưng mình phải thả hồn vào chúng nó, chuyện trò tán gẫu, nhiều khi mình còn tán gẫu trước nó cơ, kêu cho nó như thế đấy, nó tự nhiên mà. Còn bây giờ mình cứ có cái gì nhỉ, gọi là cái gì quá là nó không thích, như thế bản thân mình thế thôi. Cái chuyện mà ông nào cứ có vẻ này nọ quá thì tự mình cũng lại ngại ngại đấy, mình từ 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 ra thả hồn tất cả mà anh em nhà mình ai đấy. Rồi còn cháu bé bé này ăn cơm ngồi trêu ghẹo, nếu mà nhiều người không biết thì lại bảo nó chắc là lại gồm ghè này nó trêu ghẹo nó nói như mà hay để ý mắn đảo, không phải những lời nói của anh em là mình trêu mấy thằng cháu không, suốt ngày mắng còn hơn bố hơn mẹ nó, nói các kiểu, nhưng đâu vẫn vào đấy, đừng có đùa nói như thế nha. Xem thôi, hôm nay mình chia sẻ nha, cũng ăn chán lắm mà. Một mình là làm con cá chép nướng hạt dổi mắc khén chấm với muối có thần thánh và cũng như đấy thôi. Video không thời lượng nha, mình xin kết thúc video. Mỗi lần xem 200.000 like, đăng ký kênh ủng hộ cho biển những khán giả yêu quý của mình luôn luôn tôn trọng. Hẹn cả nhà lúc sau nha, chào cả nhà.